Rộp. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phạm Thùy Vân nha. Mọi người ơi, thật sự là rất là nắng, Vân cũng đang rất là nóng. Mọi người sẽ hỏi tại sao mà nắng nóng mặc nguyên bộ đồ đen đúng không? Thật ra thì Vân còn bộ đồ này thôi à. Bây giờ hiện giờ mọi người có đoán được Vân đang ở đâu không? Làng bè Long Sơn. Và Vân sẽ đi đi cái này gọi là cái tàu đúng không? Đi cái tàu nhỏ để ra cái làng bè đó, là Vân sẽ ăn trưa ngoài đó với mấy đứa em của Vân. Ở đây gọi là đực nhỏ nha, Vân sẽ đi ăn quán đực nhỏ. Đi thôi. Đi thôi, Elsa. Đi tàu đã lắm nè con. Lâu lắm luôn rồi, Vân không có ra đây luôn á. Mọi thứ nó hơi khác tí xíu. Hồi nãy từ thành phố Vũng Tàu mà chạy ra đây là cũng mất khoảng 30 phút á cả nhà. Bây giờ mình sẽ hỏi ai ta? Giám khảo gì em? Chị ơi, em muốn ra chỗ bè đực nhỏ thì em đi bằng ở đó luôn phải không chị? Yeah, đi, cẩn thận nha. Nắm tay. Cẩn thận em ơi. Dịnh đi. Vân nhớ là Vân đi ở đây khá là lâu rồi. Cách đây chắc cũng mấy năm rồi đó cả nhà. Anh ơi, em lên tàu luôn hả? Yeah. Được. Ngồi ở đâu đây? Mình lên kia mình ngồi đi. Yeah. Bạn nhỏ rất là thích luôn. Rồi, mình sẽ ngồi đây. Mọi người ơi, cái chỗ mà gọi là gì? Lái tàu á, nó nhỏ xíu như đó, nhìn hay quá à. Bè hào được nhỏ vì sự an toàn của quý khách, xin vui lòng mặc áo phao. Gì ngồi đó hả? Chấp. Hello Elsa. Vân sắp được ra chỗ bè được nhỏ rồi, được không? Sao nó rớt rồi? Con này con gì nè? Con này con cúm nè. Wow, nó kẹp á. Diomi lâu quá, lẹ lên lại đây. Bạn của Bella.
chỗ để cho mình phục vụ đồ ăn. Nhưng mà Vân nghĩ nếu mà mọi người muốn tham quan hay là muốn mua cá về thì vẫn có thể ghé mua được. Thành phố Vũng Tàu, làng Bè Đực Nhỏ, Bè Hào, gọi là Bè Hào Đực Nhỏ. Đó, có một số khách đang đi ra. Rồi, từ từ, cẩn thận. Tới rồi nè, cả nhà ơi. Còn mình thì mình đi vô. Đi nè. Cảm giác mà khi mà mình ra đây á, mình cảm giác không khí nó giống như ở dưới quê á cả nhà, rất là mát. Ở đây có mấy cái giọng để nằm này. Chưa trưa mà mát mát nằm đây ngủ là khỏi cần máy lạnh. Em Xà ơi, có giọng này lát nữa cho em Xà ngủ trên giọng nha. Tôi nghĩ là sẽ có những cái người khách á, mà giống như là người ta ăn xong người ta chưa có muốn về á, thì người ta sẽ ra đây ngồi để hóng gió. Mà thật sự là ở đây gió nhiều lắm nha cả nhà. À đây nè, mấy cái thùng này nè, mọi người thấy không, có bám mấy cái giống như là mấy cái vỏ hào nó còn dính ở trên đó. Ngồi đâu cũng được không em? Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào trong. Có vẻ như là thời gian này thì cũng khách hàng cũng chưa có được đông lắm. Vân nhớ là lúc trước lâu lâu rồi Vân có ra đây ăn vào một cái ngày gọi là mưa tầm tã luôn đó nha, giống như là hả bão tố vậy đó. Hôm nay thì trời rất là đẹp luôn. Đây là lần thứ hai Vân quay lại, hình như mình quẹo ở đây đúng không? Đó, mình sẽ vào đây. Có một số bàn thì mình ngồi chèm bẹp luôn nè. Bên bên đây là ngồi chèm bẹp nè. Thích ngồi bẹp hay là ngồi ghế? Chị thấy ngồi sàn không hả? Ngồi sàn thì nó hơi bị cứng cái bụng á. Ăn sẽ không được nhiều. Còn bên đây là ghế nè, đi ra đây coi ghế đi. Hình như ghế mình thấy được cái view đẹp hơn nè. Ngồi ở đâu được em nhỉ? Em trải lại em chị cái bàn nha. Quyết định ngồi đây nha. Đây, gia đình mình sẽ ngồi ở đây, trải lại cái bàn. Rồi, tự xử luôn. Về bây giờ thì gia đình Vân đã ngồi tại bàn rồi nè. Đây là cái menu của cái quán Bè Hào Đực Nhỏ. Trời ơi, rất là nhiều hải sản nha cả nhà.
mọi người nhìn có thấy thèm không? Vân rất là thích ăn cái con ốc này nè. Con ốc này gọi là con ốc móng tay chúa hoặc là ốc móng chân, cái như gọi là ốc móng chân, có người gọi là ốc móng tay chúa đấy. Ôi, ở đây là gọi là chuyên về hàu nha. Mọi người ra đây là chắc chắn phải ăn hàu, tại vì hàu sẽ rất là tươi, tại vì người ta nuôi hàu luôn mà. Có lẩu nè, có hàu, có tôm, ốc móng tay, móng tay dũa đũa gì nè, rồi phi gò là gì nè, lạ quá nha. Phi gò, ốc này lạ quá. Ghẹ nè, cua, mực. Muốn ăn hàu đây nè, ốc móng tay chúa nè. Chị ăn nướng mụn, lộn, nướng mọi. Ừ, chị ăn nướng mọi. Chị ăn mấy con? Chị ăn hai con. Mọi hết đúng không? Ừ, nướng mọi hết đi. Cá mau ếch nè. Chị, Bella, chị ăn nướng hết rồi. Gì? Không ăn hả? Chị em gọi cho Sen nha. Vân sẽ kêu ốc móng tay chúa. Có nướng mỡ hành, xào hành, cháy tỏi, rang me. Ok. Ăn gì? Thôi nướng mỡ hành đi ha. Nướng mỡ hành nữa ha. Chi ra được không? Vừa nướng mỡ hành, vừa làm cái gì đó được không? Nướng mỡ hành có lại sẽ lấy nửa ký ốc hương hấp xả nè. Với lại ốc móng tay chúa. Ồ, cái gì ngon quá nè. Gỏi xoài quá. Ở đây người ta có một cái phần gỏi xoài để cho mình trong thời gian chờ đợi nè mọi người. Với lại là hàu rồi đúng không? Có ăn lẩu không? Ở đây lẩu gì ngon em? Ở đây lẩu gì nè? Lẩu cá thôi chị. Cá chim, cá bớp. Cá mau ếch. Cá mú, cá chẽm. Em sao ăn mì xào không? Ở đây có mì xào nè. Không hả con? Ok con. Ồ, giỏi. Ăn ghẹ không? Thôi ngán quá. Hôm qua tụi mình đã ăn ghẹ rồi. Ở đây có mực trứng nè. Không ăn luôn hả? Vậy chắc vậy được rồi đó. Một là ăn lẩu, hai là ăn cơm. Vậy ăn lẩu đi. Lẩu cá bớp ha. Lẩu cá bớp đi. Lẩu cá bớp nấu chua. Ok không? Nấu chua ha. Lẩu cá bớp có lẩu nhỏ nè. Cá bớp nấu chua. Rồi. Chốt. Chốt đơn. Ủa sao em với bạn nó giống nhau vậy? Trời, tự nhiên đang nói với bạn nó xong cái quay qua. Ủa sao nó đứng đây rồi? Hai đứa sinh đôi à? Nó giống nhau ghê vậy. Hết hồn. Rồi, bây giờ mình sẽ review trước cái món gỏi xoài. Gỏi xoài ăn chơi. Ở trên đây là Vân thấy là gồm có ruốc nè. Còn cái này là rau răm. Xoài chua. Xoài này là loại xoài chua nha. Giống như xoài tượng vậy đó. Nghĩa là Vân sẽ gắp ra một cái chén. Hình như là nó có mắm á. Để trộn lên cho nó xìu cái xoài lại nè. Với lại nó đỡ chua hơn. Đó, trộn lên. Đó là giọng của bé Elsa. Rồi, ý, bye. Ở đây người ta cho mình cả một cái thao luôn cả nha, để đựng vỏ ốc, rất là vệ sinh. Quá đáng. Nhỏ DOB nó kêu Vân là đem cái này so sánh với cái mặt của cái nào bự hơn. Quá đáng không mọi người? Con nhỏ em ác độc. Rồi. Ngon quá. Ăn. Ngon lắm luôn á. Khỏi ăn DOB, khỏi ăn. Ngon quá hả? Chắc không nghĩ là lát Vân sẽ mua về.
Mâm mâm mơ mãi bên nhau bạn nhé. Quá láng. Hại chị hả con? Ngon quá mọi người. Và đây là món đầu tiên nha cả nhà. Đây là ốc hương hấp xả, khá là nhiều ớt nhưng mà Vân thấy không có cay lắm đâu. Và ốc hương ở đây thì khỏi nói rồi, rất là tươi luôn. Mọi người xem cái chén muối tiêu của Vân nè, hấp dẫn không? Ai thích ăn muối gọi là muối ớt xanh á, chứ Vân là Vân không có thích, tại vì cái vị của cái muối ớt xanh á nó rất là ngọt luôn. Vân chỉ thích ăn muối tiêu thôi. Rồi để một lát ra thêm cái món khác Vân sẽ quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ Vân ăn đây. Mọi người ơi, đây là móng tay chúa nha. Móng tay chúa xào me. Đây là một cái món ốc mà Vân rất là thích. Vân không thích ăn mấy móng tay nhỏ nhỏ đâu. Ăn đi em, ăn đi, ăn đi. Xuất sắc luôn. Món gì, món gì? Móng tay quỷ. Móng tay chúa. Chị xứ hà. Ê, chụp chị tấm hình coi. Khoan nha, mọi người đợi Vân tí. Mẹ hả mẹ? Ăn đi em xe. Nó lộn béo la. Đây Vân sẽ lấy một con ốc móng tay chúa. Móng tay chúa. Yeah. Quá bự luôn rồi. Xuất sắc ha. Cái này ăn mới sướng này, cái này ăn nó ngọt lắm đây. Ý con này bự quá cho chị đi. Giảm men, giảm men. Gì vậy bé Tường Anh? Bé quay hả? Quay không? Quay. Không, không, không. Chị đang quay hả? À, chị đang quay rồi nè. Quay. Đây cả nhà ơi. Để Vân thử cái nước sốt của me nha. Hơi chua. Nhưng mà ngon. Vân sẽ chấm với một ít nước mắm. Chua ngọt. Rồi, Vân ăn nha. Ok. Ngon. 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 Dai quá. Ồ, sao nghe nhai sực sực luôn. À, này nó tính theo con nữa. Ngon quá. Không có, này nãy chị kêu 1 ký á. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi. Bốn gì 4 con mà. Nhưng mà mình vậy? Làm 2 món. 4 con xào me 4 con hả? Ừ. À. Này để theo con. Ngon quá. Cảm giác nó rất là tươi á. Ăn nó kêu sụp sụp sụp. Ngon quá Tường Anh ơi. Liêu liêu. Cái này kia có cái gì. Đây là món thứ hai nha cả nhà. Đây cũng là ốc móng tay chúa nhưng mà cái phần này thì gia đình Vân kêu là nướng mỡ hành đó cả nhà. Có mỡ hành và có đậu phộng, nhìn rất là ngon ha. Hấp dẫn quá. Rồi ăn đi cả nhà ơi. Còn đây là hàu. 4 con hàu nướng phô mai và 2 con hàu nướng mội. Và con hàu nướng mội này là của Vân. Đó, bây giờ là đã tới món thứ tư rồi đó cả nhà ơi, nhưng mà Vân chưa có no đâu, Vân sẽ ăn tiếp đây. Và đây là món cuối cùng, món lẩu cá bớp. Để coi có cá trong đây em chưa nha. Quá wow, cái màu đẹp quá. Nấu chua á, nãy mình kêu nấu chua, nấu măng chua á. Ở đây nấu măng chua là người ta có bả có bỏ sa tế, nhìn giống như món nấu Thái vậy đó. À, giống như lẩu Thái luôn á. Một lát Vân sẽ thử xem là cái vị của cái lẩu này ra như thế nào nha. Đậy lại cho nó mau sôi nè. Lẩu đã sôi và Vân đã có ngay một chén lẩu cá bớp. Lẩu nấu chua nha cả nhà, nấu măng chua cá bớp. Và bây giờ thì Vân sẽ thử cá bớp coi nó có tươi không nha. Và thử luôn cái nước sốt nữa, cái nước gọi là nước lẩu nè. Nước lẩu lẩu rất là ngon. Đây mọi người đi xem nè. Cái nước lẩu, cái nước nó sền sệt, nó không có bị lỏng lẻo lẻo. Đậm đặc lắm luôn á. Vị chua chua vừa phải, không có bị quá chua.
rất là ngọt, rất là ngon. Còn cá thì rất là tươi. Bây giờ Vân sẽ lấy cái miếng cá để chấm vào nước mắm. Đấy, chấm nước mắm nha. Qua mặt của Vân đây. Đây mọi người ơi, Vân sẽ ăn cái cá thêm là nó có tươi không nha. Cá hồi nãy đem ra là cá sống luôn á. Đúng rồi. Không có nấu trước. Đúng rồi. Mà ở đây á thì rất là gió. Em gấp cho mình miếng ớt nè mọi người. Ủa hả? Cho nên là cá rất là tươi nha, chứ không phải là cá đông lạnh. Rồi cái mặt này giờ nó dính màu, nó hút màu á. Không dám ăn luôn. Cái này á là nấu màu cà. Có mấy đứa em dễ thương ghê luôn á. Nó không ăn, nó gấp qua cho Vân hết à. Quỷ hả? Đây là bà Hà. Ăn bún hả? Mà biết. Rất là ngon. Phải nói là lẩu ở đây nấu rất là ngon luôn cả nhà. Em ơi, cho chị một dĩa bún nữa. Quá tuyệt vời. Đây một chút chia sẻ về cái ẩm thực của Việt Nam nha cả nhà. Làng Bè Đực Nhỏ, hải sản tươi sống, địa chỉ là thôn 2 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, và có cả cái liên hệ đặt hàng theo số 0975999511. Wow, rất là chuyên nghiệp. Nó nằm trên một cái khăn. Nó nằm trên một cái khang này cả nhà. Đó à, có ai đi Vũng Tàu khi mà đi về á, thì nhớ ghé cái Làng Bè của Đực Nhỏ nha. Đồ ăn phải nói là nêm nếm rất là ok luôn. Và hải sản thì chắc chắn là rất là tươi sống. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye. Chụp.